Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Monster Craft. Và chúng ta bắt đầu thế nào? Hôm nay mình sẽ ghép lấy máy khoan nhé. Ui, 50% trong video. Ok, sau khi xem xong 5 cái video đến trầm cảm thì chúng ta đã có tỷ lệ thành công 100% rồi. Ui, trầm cảm thật sự. Ui, chúng ta sẽ lắp vào, chúng ta sẽ đánh Arena xem chúng ta có thể thắng được trận đấy hay không đây. Ui, trầm cảm quá. Xem từ 5 cái quảng cáo liên tục. Cái con máy khoan này thì nó sẽ là đam khó nhất game. Ui, tỷ lệ chí mạng của nó 60% gì đấy. Tôi chết tôi rồi. Xin đừng bắn. Ôi, thua mất rồi. Bên kia nó cũng có máy khoan. Mình sẽ chọn con này nhỉ. Chắc chúng ta nên ghép thêm một con máy khoan nữa. Khá là đắt tiền đấy. Mình sẽ ghép vào đây trước sẵn, xong mình sẽ ghép sau. Ok, thì ghép sau. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái đội hình này xem nào. Từ từ, không cần thiết mấy con này làm, tôi sẽ đánh luôn này. Bên kia có con cầm 4 cái kiếm. Nó khỏe lắm. Ui ui, mình phải đẩy hết mấy con này ra để diệt con bắn mấy khoa đằng sau này. Chết này. Ui tôi chết tôi rồi. Châu nhưng mà nó không có hồi phục thì chịu thôi. Mình đã có cách rồi. Chúng ta hãy thử đổi chỗ xem nào. Ok. Con cầm chày quanh ra có vẻ vẫn sống lâu hơn là cái con bụng to, nhưng mà bụng to sẽ hồi máu. Như vậy thì con kia nó sẽ bắn chết trước nhỉ. Nó bắn phát chết luôn kìa. Ok, mọi người đợi mình một chút nhé. Có lẽ chúng ta nên đánh Hunting nhỉ. Xem quả gáo nha. Thì để thành công 90% thôi, chúng ta liều đi. Ok, ngon. Hai con này sẽ thành một con. Chúng ta nên kiếm thêm một chút tiền đánh Hunting đi nào. Nó cứ sẽ test thêm sức mạnh của con này. Con này mỗi viên bắn của nó sẽ là 80 đam. Đúng không? Chí mạng thì sẽ thành 120. Khi mà hai viên chí mạng sẽ thành 320. Thế thì vẫn yếu hơn cái con bắn một quả cầu. Con bắn một quả cầu thì chí mạng lên tận 360. Ảo thật đấy, nhưng mà con này sẽ trâu hơn. Đó là nhiều tất nhiên về My News nào. Thế chúng ta giờ có thể ghép được con này. 100 tiền cả. Lại phải đánh tiếp thôi. Bên kia con cầm búa và cái con một tiếng chí nhìn khá là lạ. Ui, bắn 160 gram, bắn không bị á. Trong khi con kia 360 mà sắp bắn, chúng ta thua rồi chăng? Con máy khoan này khá là trâu ấy. Chí mạng. Đúng rồi. Ba viên đúng không? Ui, thua mất rồi. Chúng ta thử cho cái con thay đổi một chút đi nhỉ. Cho con bụng chửa này vào nhé. Dã Hunting này. Kêu con cầm chày. Đây cái chủ nói được mỗi cái là đập băng xa thôi, chứ nó gì đó đáng sợ lắm. Mình chết mất một con cầm chày rồi sao? Đập này. Kêu con khả năng bắn nào khỏe. Đập này. Băng rất là xa. Ok, chúng ta bắn thắng. Bay kìa.
xem chút quảng cáo được. Có 100 tiền rồi, chúng ta sẽ ghép và chúng ta sẽ xem một loạt quảng cáo mình xem nhé. Ok, sau khi xem 5 video chúng ta sẽ thành công 100%. Chúng ta sẽ ghép này, xem chúng ta có thể thắng Arana không với hai cỗ máy bắn mũi tên này, bắn mũi khoan này. Mình thấy đang nó vẫn hơi bé này. Chết một con này, chúng ta chết mất một con cầm chày rồi. Không cho bắn, cứ đẩy gì không cho bắn. Thắng không, thắng không, thắng rồi. Chết cha tôi rồi. Này thì thắng làm sao được. Chúng ta vẫn cần một cái gì đó nó có thể thắng được đấy. Chúng ta sẽ thua trận đấu này rồi. Thua một cách rất là vô lý luôn ý. Thử chơi một con này. Một và một con này nhỉ? Hay là chơi hai con bụng chửa này nhỉ? Chơi một con này nhưng mà sẽ cho con này ra đằng sau để cho con trâu hơn nó sẽ đi đằng trước. Tại bên kia có hai con đam khá là to. Con bắt súng, mình bắn nó đẩy lùi. Ôi dồi ôi, sao trâu thế. Thua. Không thắng nổi. Thử lắm hai con bụng chửa vào nhỉ. Kiếm Arena khó thật sự lắm ý. Không thể nào mà thắng đâu. Ui, gần chết bụng chửa của mình rồi. Chết mất một con. Chết hai con. Ui, sao khỏe thế. Có cách nào không? Chứ tình hình này thật sự là mệt mỏi đấy. Bỏ một con này đi nhỉ. Con chiếm trì vào đây. Không có một cách nào. Chúng ta sẽ đánh nốt trận này đi. Cố lên, cố lên. Đam to quá rồi, nó không thể được. Ui, đam to quá. Được rồi. Khỏe thế, mình không có cách nào để thắng à. Ôi, thua mất rồi. Ok, video của mình này cũng là hết mất rồi. Hẹn gặp lại mọi người những video sau nhé. Đừng quên like và subscribe kênh để tiếp thêm động lực cho mình. Hẹn gặp lại mọi người.